Chào quý vị thính giả nghe đài, em là Nguyễn Phương Nghi. Hôm nay là em muốn giới thiệu với mọi người một cái tác phẩm sắp viết. Tác phẩm này là được trích trong truyện Kiều Nguyễn Du. Đoạn trích, nên là tí nữa em viết xong là mọi người biết được là đoạn trích này nãy em đã nói tới rồi. Dạ, bây giờ em bắt đầu nhé. Đây là chị Tâm ạ. Chị Tâm á thì em sẽ vẽ giống như là một hình 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 con tim của chúng ta. Vậy chị Tâm thì cái đoạn trích này có nội dung là: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Em sẽ đặt chủ đề của em là chữ tâm, nên là những cái câu thơ, những đoạn thơ còn lại em sẽ viết nhỏ.
RTI.